Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng, Ngô Xuân Thắng đã đến thăm và chúc Tết bệnh viện Quân y 17 và sư đoàn Không quân 372 đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đến thăm bệnh viện Quân y 17, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, đơn cử y bác sĩ, nhân viên bệnh viện trong công tác điều trị khám chữa bệnh cho nhân dân, Đặc biệt trong thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp, bệnh viện Quân y là một trong số những đơn vị đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân, tổ chức tiêm vaccine chung tay cùng thành phố Hướng từng bước khống chế dịch bệnh. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Xuân Thắng chúc tập thể y bác sĩ bệnh viện Quân y 17 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại sư đoàn không quân 372, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chúc các cán bộ chiến sĩ cùng gia đình năm mới hạnh phúc, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong việc giữ vững an ninh vùng trời, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Ghi nhận các hoạt động giúp đỡ của sư đoàn đối với nhân dân vùng lũ miền Trung trong thời gian qua và mong muốn sư đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2023, tiếp tục hỗ trợ đóng góp về sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.